Kính chúc quý vị, hôm nay một lần nữa chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc. Xin kính chào bác Nguyễn. Xin chào bác sĩ Toàn. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc là một bác sĩ về nội thương tổng quát và một bác sĩ gia đình. Hiện nay đang là một thành viên của ban điều hành của tổ hợp y tế Family Choice. Vì vậy nên trong tuần lễ vừa qua chúng tôi có trình bày cùng quý vị những thay đổi trong tổ hợp. Mà những thay đổi đó, bác sĩ Nguyễn Phúc là một người ngày nào cũng một tuần phải đi họp vài ba lần mà cũng rất là am tường vấn đề này, phòng bác sĩ Phúc. Dạ vâng. Vâng. Mà thưa quý vị thì trong tuần lễ qua thì chúng tôi có nhắn nhủ quý vị thành viên trong chương trình One Care của tổ hợp Family Choice về hợp tác với những cái nhân viên mới của tổ hợp là những người gọi là PCC. Xin bác sĩ Phúc một lần nữa nói lại một chút xíu về PCC là cái gì? Dạ vâng, PCC tức là Personal Care Coordinator, tức là nhân viên trợ giúp về sức khỏe, dịch vụ sức khỏe. Dạ vâng, về liên hệ với sức khỏe. Thì, cá nhân thôi. Vâng, cá nhân. Thì theo chỉ định của Medicare là Big CMS chỉ định cho Keltama cần phải đào tạo những cái chương trình nào gọi là ancillary service, tức là nó phụ giúp cho người bệnh nhân của họ ngoài cái vấn đề giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thì những người nhân viên trong cái ban này thì họ việc của họ là họ sẽ điều hành những cái dịch vụ, chẳng hạn như là họ có thể gọi bệnh nhân, họ hỏi bệnh nhân là ăn uống có được không, ngủ được không, có chuyện gì lo không, có cần sự giúp đỡ gì, chẳng hạn như là về chẳng hạn nếu mà tài chính, chẳng hạn thí dụ như mà nếu mà không có người đến phụ thì họ có thể họ chỉ dẫn cho những người nhân viên xã hội để họ làm những cái vô những cái chương trình như IHSS, in home support service, hoặc là họ có thể hỏi bệnh nhân đó nếu mà họ cần phải bác sĩ nào cần phụ giúp thì họ sẽ giúp đỡ cho bằng cách là có giữ vào trong cái calendar để họ biết ngày nào họ báo cho bệnh nhân đi, hoặc là họ sẽ có thể phải gọi trực tiếp bác sĩ chuyên môn đó để mà làm ngày hẹn cho người bệnh nhân. Vâng, thưa quý vị, thì đây là một điểm rất là quan trọng. Tại vì khi quý vị bệnh nhân, nhất là quý vị cao niên đi bác sĩ gia đình, đi bác sĩ chuyên môn vào nhà thương hay là ở trong những cái trung tâm y tế phục hồi đó, thì tất cả những cái dịch vụ y tế này thì khi mà quý vị đi thì Keltama biết, tổ hợp biết qua những cái mà sự đòi hỏi của các bác sĩ, cũng khi mà họ bill, khi họ đòi tiền của về dịch vụ y tế quý vị, thì tất cả những dữ kiện nó về với lại Keltama, về với tổ hợp y tế Family Choice. Thì tổ hợp y tế Family Choice hiện nay có khoảng chỉ gần 2.000 bệnh nhân One Care, thì tổ hợp y tế Family Choice phải mướn 4 người PCC, tạm nói là 4 người nhân viên điều hợp dịch vụ y tế cá nhân của bệnh nhân. Thì 4 người này, mỗi một người có trách nhiệm gần khoảng chừng 400.000 bệnh nhân. Và họ sẽ nhìn lại cái dữ kiện data là bệnh nhân này có đi bác sĩ gia đình thường xuyên không, có đi bác sĩ chuyên môn thường xuyên không, đi bác sĩ nào và có phải vô nhà thương không, và đi y bốn xung bao nhiêu lần. Thì mới họ biết, họ mới người phân loại ra. Họ phân loại ra là ví dụ như người bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân bình trung bình và bệnh nhân bình nặng. Thì họ chia ra như vậy, phải mất 10 phút. Dạ, vâng. Thì cái người này đó họ có trách nhiệm đó, họ dùng những cái phối hợp, những cái dữ kiện, những cái data đó để mà họ nắm vững cái tình trạng sức khỏe của từng cá nhân một. Phải mất 10 phút. Vâng. Theo bác sĩ Phúc, cái chuyện này quan trọng không? Quan trọng chứ, tại vì nhiều khi bệnh nhân họ chẳng hạn họ nhập viện đi đâu chơi xa, họ nhập viện vô nhà thương, có bệnh tật, khi mà họ xuất viện thì những cái tài liệu đó đó nó sẽ đi ngược về, nó báo cho Keltama, hoặc là những người PCC này khi mà họ biết được thì họ sẽ báo cho đến bác sĩ gia đình, báo cho tổ hợp bác sĩ, và giống như là để cho mọi người biết cho là bệnh nhân đang có bệnh thì cần phải có một sự theo dõi, chẳng hạn gì mình xuất viện thì cần phải có người theo dõi. Tại vì nhiều khi bệnh nhân họ xuất viện rồi vì lý do gì đó bị quên, bị lãng hay không có phương tiện di chuyển thì họ không có đi, thì người PCC này họ sẽ điều hành những cái dịch vụ đó, họ sẽ có thể phải liên lạc với bệnh nhân để mà nói bệnh nhân đi khám bác sĩ chuyên môn sau khi xuất viện đi. Nếu mà khó khăn thì họ có thể, tôi hy vọng trong lần có thể làm dễ dàng hơn là như gọi là taxi hay xe đưa đón cho họ để họ khám bác sĩ. Có làm như vậy thì bệnh nhân mới cái bệnh trạng có thể chữa trị nó hoàn hảo hơn, để mà họ không có phải cái tình trạng gọi là nhập viện trở lại.
Tại vì thống kê thì những người bệnh nhân cao niên khi mà họ xuất viện xong, nếu mà thường thường họ không có đi theo trở lại khám bác sĩ gia đình của họ để mà tiếp tục xem xét lại thuốc men. Tại vì khi mình nằm nhà thương, bệnh cơ thể nó khác. Khi mà về nhà, cái môi trường nó khác, mình ăn uống nó thay đổi, ăn mặn nhiều hơn, ăn yếu thiếu nước này nọ thì cơ thể mình sẽ thay đổi, thì những cái thứ thuốc nó cũng sẽ bị thay đổi theo. Mà nếu mà mình không có bắt sớm được để mình thay đổi nó, mình sửa thuốc theo cái bệnh trạng, cái cơ thể của họ, thì nhiều khi họ sẽ lâm bệnh phải vô lại. Thì cái quan trọng là khi có những người PC hay những người nào mà theo dõi như vậy để kỹ lưỡng hơn, thì họ khuyến khích bệnh nhân, họ nhắc bệnh nhân phải đi khám bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, thì nó tóm lại những người PCC này, những nhân viên mà điều hợp những dịch vụ y tế cá nhân của từng bệnh nhân một, thì cái người này họ sẽ giúp quý vị rất là nhiều. Vì vậy nên chúng tôi hy vọng khi quý vị được tiếp xúc bởi những người nhân viên này của tổ hợp y tế Family Choice, xin quý vị hợp tác. Là tại vì những người này họ chỉ sẽ giúp quý vị về phương diện sức khỏe, vấn đề y tế, vấn đề xã hội, là quý vị có ai ở nhà giúp quý vị không, uống thuốc đầy đủ không, rồi đôi khi vấn đề tâm thần, vấn đề tinh thần, đôi khi bị trầm cảm không, nhiều khi trầm cảm mất ngủ mà nhiều khi không có biết chuyện đó, đôi khi bác sĩ gia đình cứ cho thuốc ngủ mà không nghĩ là bệnh nhân này cần thuốc phải về tâm thần. Rồi nó tóm lại là vấn đề sức khỏe, vấn đề tâm thần, vấn đề xã hội cũng như là vấn đề tài chính, họ ngó tới để giúp quý vị chứ không có ảnh hưởng đến vấn đề mà lợi tức của quý vị hết trơn á. Đây họ chỉ ngó vô để họ điều hợp để cho sức khỏe quý vị hoàn hảo hơn, vòng 10 phút. Vâng, thì tôi vẫn dặn cho bệnh nhân của quan kẹo của tôi, nếu mà thắc mắc, chẳng hạn thì có người gọi đến họ hỏi vấn đề sức khỏe của mình, nếu mà thắc mắc làm ơn lấy tên xuống, ghi tên, ghi phone của họ xuống, xong rồi báo cho bác sĩ gia đình. Tại vì tôi là bác sĩ gia đình thì ra tôi biết những cái dịch vụ này, thì tôi có biết là người nào gọi. Thì nói thật, bệnh nhân họ cũng than phiền là tại vì gần đây họ cũng bị rất là nhiều người lạ gọi đến họ để quảng cáo, thì ra họ cũng hoang mang, không biết là người thật hay người giả. Rất hay. Vâng, thành ra tôi khuyên bệnh nhân là nếu mà ai mà gọi đến hỏi thăm về sức khỏe thì ok, nếu mà mình nghi ngờ hay là không có biết chắc rõ thì ghi tên, ghi tuổi xuống, ghi tên, ghi phone xuống, xong rồi gọi báo với bác sĩ gia đình. Khi mà tôi check cái tên, tôi check cái phone, nếu mà đúng tổ hợp hay là đúng người nhân viên chứ không phải người gọi đến quảng cáo hay để bán này bán nọ, thì tôi báo cho bệnh nhân thôi, cứ việc trả lời. Nhưng mà khi mà trả lời những nhân viên đó thì tôi khuyến khích có sao nói vậy, không nói quá mà cũng không có nói ít quá nhá. Tại vì họ muốn biết là cái tình trạng sức khỏe của mình, họ muốn biết là cái tâm tính với tinh thần mình nó có bị khỏe mạnh, có bị trục trặc, bị yếu kém gì không. Nó không có ảnh hưởng về tài chính gì của họ, cũng như lợi tức, cũng như là phúc lợi tức, tài chính benefit của họ. Yeah. Vâng, nó không có ảnh hưởng cái benefit. Người ta chỉ có muốn biết là sức khỏe của bệnh nhân làm sao để mà người ta còn chỉ định người bệnh nhân vào trong một cái ban nào khác, chẳng hạn như bệnh nhân bị nặng, cần sự giúp đỡ nhiều thì chúng tôi lại cho vào một cái ban khác, nó sẽ chú ý nhiều hơn vào người bệnh nhân đó để giúp đỡ cho họ. Vâng, thì tôi đồng ý bác sĩ Phúc, rất là hay, bác sĩ Phúc đặt những cái điểm rất hay. Thì chúng tôi cố gắng, nếu mà quý vị được nhân viên mà PCC của tổ hợp y tế gọi, xin quý vị cứ hỏi tên ông là gì, xong rồi số điện thoại để mà mình biết ai gọi. Và đồng thời thì theo tôi đó, thì khi mà người PCC này đó họ gọi quý vị đó, thì nếu mà quý vị khỏe mạnh thì họ mừng lắm, họ phải lo thêm. Nhưng vì vậy nếu mà cần thì họ sẽ đưa quý vị đến một cái level, một cái lớp nó cao hơn. Như bác sĩ Phúc tùy theo phân loại bệnh nhân, bệnh nhẹ rất là tốt, chúng tôi rất là mừng. Nhưng với bệnh nặng thì chúng tôi phải chăm sóc kỹ càng hơn. Vì vậy nên mới đưa cái chuyện tiếp tới là ICT. Là Interdisciplinary Care Team, bác sĩ Phúc. Interdisciplinary Team là ban giúp đỡ liên ngành. Liên ngành, đúng rồi. Ngành, vâng. À. Tại vì trong những cái team này nó không phải chỉ có bác sĩ và bệnh nhân, mà nó có social work, nhân viên xã hội. Họ có thể có bác sĩ về tâm thần ở trong đó. Có những người PCP, PCC là một trong những nhân viên ở trong đó, và những có thể có dược sĩ ở trong nhóm đó. Tức là những khi bệnh nhân bao nhiêu thuốc họ dùng thì những cái tài liệu, cái data nó có nằm sẵn đó hết để tôi coi, tôi biết. Tại vì thí dụ như bệnh nhân họ đi bác sĩ nhiều, nhưng mà vì lý do gì bác sĩ gia đình không có nhận được cái hồ sơ
cái kết quả hay là về thuốc men những bệnh nhân bác sĩ chuyên môn cho, thì cái người pharmacist, người bác sĩ, người về những người dược sĩ này, họ có những cái tài liệu đó hết. Thì nhiều khi tôi ngó vô mình bàn, ok, nếu mà bệnh nhân uống thuốc này nó có thể nó bị trục trặc, hoặc là nhiều thứ thuốc nó trùng nhau, nó giống nhau, thì mình có thể mình bàn với nhau để mình gạt bớt. Và trong cái ICT team này á, họ cũng sẽ mời người bệnh nhân tham dự vào những cái cuộc họp meeting đó, nếu thành ra nếu mà họ gọi bệnh nhân, nếu người nào mà họ thấy thoải mái mà có thấy muốn tìm hiểu về sức khỏe của mình thì cứ việc gọi vô để nói chuyện. Thì khi mà bệnh nhân gọi vô thì cũng như bác sĩ Toản cũng qua một vài lần như vậy, tôi cũng làm một vài ICT team thì biết, thì bệnh nhân cũng có nói chuyện, có thể là có tôi là có bệnh nhân, có những nhân viên PCC, có dược sĩ, có bác sĩ tâm thần, hết ngồi nói có, chuyện có người cán sự xã hội. Dạ vâng, cán sự xã hội thì ra ngồi đó, thì bệnh nhân có thể giải thích cho các nhân viên đó là cái tình trạng sức khỏe, về sức khỏe lẫn tâm thần của họ sao, để mà họ dự tính là bệnh nhân có cần thêm cái sự giúp đỡ hay không. Again, tôi nói cái này không có ảnh hưởng đến tài chính gì hết, phúc lợi gì hết của họ, nó chỉ có họ muốn giúp bệnh nhân khỏe thôi. Cái này là một cái chuyện này khác, nó không có liên hệ như là tôi vừa nói là về phúc lợi của họ. Vâng, thưa quý vị, tôi hoàn toàn đồng ý với bác sĩ Phúc. Chúng tôi đem cái vấn đề lên đây trình bày cùng quý vị là chúng tôi muốn kêu gọi quý vị bệnh nhân ở trong chương trình One Care của tổ hợp y tế Family Choice. Quý vị được gọi hay là được mời đến họp thì thường thường là không phải bệnh nhân không, đôi khi chúng tôi gọi trên phone thì quý vị bệnh nhân cũng như là người caregiver, những người mà thân nhân hay là những người đang giúp đỡ của bệnh nhân cũng có thể tham dự cuộc nói chuyện. Những cái điện thoại điện đàm này đó thì nó gồm có bệnh nhân, những người thân nhân của bệnh nhân cũng có thể tham dự, và bác sĩ gia đình, đôi khi có bác sĩ chuyên môn đang chăm sóc bệnh nhân, rồi có những nhân viên y tế, y tá, đôi khi có những cán sự xã hội, họ ngồi lại với nhau. Tại vì chương trình này giúp đỡ những người bệnh nhân có nhiều bệnh phức tạp và phải uống nhiều thứ thuốc khác nhau, cần sự giúp đỡ của nhiều, không những nhiều bác sĩ mà nhiều ngành liên ngành khác nhau nữa. Thành ra chúng tôi đặt lên đây chỉ để kêu gọi sự hợp tác của quý vị thôi, và quý vị đừng ngạc nhiên khi có nhân viên của chúng tôi PCC họ gọi để làm một cái buổi họp trên điện đàm, gọi là ICT, là Interdisciplinary Care Team, chính là những một cái đội để mà coi như là liên ngành giúp đỡ quý vị. Còn bác sĩ Phúc, dạ đúng. Bác sĩ Phúc có lời cuối cùng gì không? Hết giờ rồi. Nếu mà ai gọi đến hỏi thắc mắc về sức khỏe của mình, nếu mà thắc mắc đừng có sợ, cứ hỏi tên, hỏi phone xong rồi liên lạc bác sĩ gia đình. Thì tôi cũng gặp nhiều trường hợp và tôi biết những người nào ok, người này đúng là người từ bên Keo Tema gọi đến thì cứ việc trả lời như đó, không có phải giấu giếm gì hết. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình hội luận của chúng tôi nên xin tạm ngưng, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào buổi phát hành kỳ tới. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Minh Phúc. Chào bác sĩ Toản.